Phượt là thuật ngữ quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thích du lịch. Phượt nghĩa là đi du lịch bụi, thử thách bản thân, làm mới chính mình, chinh phục và trải nghiệm, tìm hiểu những miền đất mới lạ. Vác ba lô một mình hay cùng nhóm bạn sang nước ngoài đi du lịch bụi cũng gọi là phượt. Đi xe khách, ở nhà dân, lang thang đến những nơi xa lạ cũng gọi là phượt. Nhưng khái niệm phượt vẫn được dùng phổ biến nhất dành cho dân đi du lịch bụi bằng xe máy. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình du lịch khám phá. Trong hành trình lần này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một phương thức phượt bằng motorbike. Và đây cũng là chuyến đi phượt đầu tiên của tôi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi bắt đầu cuộc hành trình này. Đây là nhóm phượt với tên gọi Việt Nam Easy Rider Team. Nhóm bao gồm những thành viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam, có chung một niềm đam mê là ngao du và mong muốn mang những hiểu biết và trải nghiệm của mình để sẻ chia với những người cùng sở thích. Là trưởng nhóm, anh Giang yêu thích rất nhiều thứ, nhưng đặc biệt là tìm hiểu lịch sử cũng như văn hóa của Việt Nam, thích tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của người dân địa phương, đặc biệt là cuộc sống của người đồng bào thiểu số. Anh Chí là một du học sinh tại Singapore, đang tiếp tục theo học lớp cao học, là người có cá tính và học thức. Anh rất thích chia sẻ với mọi người những kiến thức về phong tục tập quán, lịch sử của đồng bào dân tộc và đặc biệt là vùng Tây Nguyên. Mỗi một thành viên có một cá tính khác nhau, nhưng lại chung niềm đam mê công việc. Vì thế, bản thân mỗi người đều ý thức được công việc của mình. Họ luôn cố gắng để mỗi khi du khách đến với nhóm đều có những kỷ niệm khó quên về Việt Nam. Em chào anh, hành trình của mình thì sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu hả anh? Đi tất cả là 3 ngày, đi 3 từ Nha Trang lên Tây Nguyên, sau đó kết thúc ở Đà Lạt. Vậy là mình hầu hết sẽ di chuyển rất nhiều đúng không anh? Đúng rồi, rất nhiều. Nhưng mà mình không có thể là thường xuyên lúc nào cũng chạy. Chạy khoảng cả 10, 15, 20 cây số là phải dừng một lần. Và khách cũng đã ra luôn rồi. Hiện tại thì chúng tôi đã đón được khách từ sân ga rồi và họ sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi phượt này. Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình của mình. Tôi rất hào hức. Mời quý vị và các bạn hãy theo tôi. Lý do hàng đầu để dân phượt chọn xe máy chính là sự tiện lợi, bởi xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Việt Nam. Với xe máy, bạn gần như có thể chạm vào từng nhánh cây ngọn cỏ trên đường, cảm nhận rõ từng sự chuyển mình của cảnh vật. Đã bắt đầu chuyến đi hành trình phượt đầu tiên của mình. Cảm giác lúc này thì tôi vô cùng háo hức bởi không biết những gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng đây là một cảm giác vô cùng tuyệt, được ngồi sau xe máy, hít gió trời và hưởng gió và nắng. Một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Nếu quý vị và các bạn có cơ hội hãy đi phượt đi. Sau 20 cây số trên hành trình phượt, điểm dừng chân đầu tiên đó chính là một cơ sở sản xuất gạch. Những vị khách nước ngoài tới đây rất háo hức. Họ được các anh giới thiệu cho biết từng công đoạn để sản xuất ra viên gạch, được tận tay cầm những viên gạch khi đã được nung qua lò. Trong những hành trình phượt bằng xe máy như thế này thì cả du khách và lái xe đều đi một cách vô cùng ngẫu hứng. Khi thấy một địa điểm đẹp hay hấp dẫn, lái xe sẽ dừng lại để giới thiệu cho du khách. Hiện tại tôi đang có mặt ở trên đèo Phượng Hoàng, thuộc địa giới hành chính giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Đèo Phượng Hoàng nằm trên quốc lộ 26, giáp danh giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Với dải núi đất được thiên nhiên tạo nên, tựa hồ như cánh chim phượng,
nên mang tên là Đèo Phượng Hoàng. Đèo Phượng Hoàng là một cửa ngõ đi miền Duyên Hải Trung Bộ, một thắng cảnh đẹp của thiên nhiên, nơi từng có những thương nhân người Kinh đi lại mua bán, nơi một thời Ye Sanh đi qua tìm ra địa danh Đà Lạt, nơi vẫn còn mãi chiến công vang dội. Những khúc đường quanh co và ngọn núi Phượng Hoàng làm cho con người ta cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn. Thắng cảnh Đèo Phượng Hoàng đẹp tựa một bức tranh kỳ vĩ đã từng cuốn hút bao nhiêu du khách đi ngược đồng bằng lên tới cao nguyên. Sau khoảng 160 cây số di chuyển bằng xe máy từ thành phố Nha Trang thì bây giờ tôi đã có mặt ở vùng đất Buôn Mê Thuột. Nơi đây nổi tiếng với loại đất đỏ Ba Gian và những hạt cà phê vô cùng thơm ngon. Trước khi đến đây thì tôi cứ nghĩ rằng những hạt cà phê tươi cũng sẽ có những hương thơm. Tuy nhiên không phải vậy, những cái hạt cà phê này chỉ sau khi được thu hoạch và rang lên chúng mới có những hương thơm vô cùng đặc trưng. Tây Nguyên là vùng đất không mời gọi, nhưng người ta luôn muốn đến. Đến để biết thế nào là say mê với núi rừng, với cà phê và giọng ca cháy bỏng đầy khỏe khoắn của con người ở nơi đây. Đến với Tây Nguyên, bạn sẽ thấy bạt ngàn những đồi cà phê. Ai đó đã từng đến với Tây Nguyên sẽ công nhận một điều. Đây là vùng đất có chất riêng. Mỗi vùng người ta lại say bởi một thứ. Mà kỳ lạ, đất Tây Nguyên thường làm say lòng người bằng hương, bằng sắc. Hương sắc của hoa, hương sắc của cà phê. Sẽ là một thiếu sót lớn khi đến với thành phố Buôn Mê Thuột mà quý vị và các bạn không thử nhâm nhi một tách cà phê. Sau một chuyến hành trình khá dài bằng xe máy thì tôi đã tự thưởng cho mình một ly cà phê sữa đá. Vô cùng ngon. Rời thành phố Buôn Mê Thuột, ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá của mình tới tỉnh Đắk Nông. Đắk Nông có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch bởi sự đa dạng của nguồn tài nguyên, cả về thiên nhiên như thác nước, rừng cây nguyên sinh, nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Sự đa dạng về bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng với điều kiện khí hậu ôn hòa mát mẻ đã góp phần làm nên một Đắk Nông hoang sơ, kỳ bí và lý tưởng cho các loại hình du lịch. Hành trình của chúng tôi ngày hôm nay bắt đầu từ thành phố Buôn Mê Thuột và điểm dừng sẽ là thác Gia Long tại tỉnh Đắk Nông. Do hành trình khá dài nên chúng tôi quyết định sẽ ăn trưa ở trên đường và để chuẩn bị cho bữa trưa này thì chúng tôi đã phải đi chợ. Hiện tại thì tôi đã mua được chôm chôm rồi, tuy nhiên còn rất nhiều thứ khác nữa để chuẩn bị. Mỗi vùng đất đều có một khu chợ riêng cho mình và lưu giữ những nét đặc sắc tùy theo vùng miền. Tuy là một khu chợ nhỏ nhưng ở đây tập trung buôn bán rất nhiều mặt hàng khác nhau. Dạo quanh một vòng chợ, tôi cùng mọi người trong đoàn đã mua được đầy đủ những thứ cần thiết phục vụ cho bữa trưa. Có thể vì nhiều lẽ mà chợ Việt Nam có sức lôi cuốn, hấp dẫn một cách đặc biệt, không chỉ với người dân địa phương mà cả người nước ngoài. Hôm nay mình sẽ tổ chức nướng gà, là barbecue chicken vào. Và nấu cơm lam, nấu những món ăn truyền thống của người Tây Nguyên. Và đặc biệt là bên giống gai của anh sẽ tổ chức một vài cái món mà khác nữa, nó bí mật. Ở cái vùng này có không những có thác Gia Long mà có thêm hai cái thác nữa, gọi là một cụm thác, thác là Rây Nu và thác là Rây Sáp. Tí nữa sau khi ăn trưa xong mình sẽ quay ra thăm thác Rây Nu và thác là Rây Sáp. Thác Gia Long nằm ở gần ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Dù đã được khai thác du lịch, nhưng không gian nơi đây vẫn còn rất hoang sơ. Nước của con thác từ dòng sông Serepok hùng vĩ của Tây Nguyên về đến đây bị những khối đá chắn lại, tạo thành những tầng bậc. Lúc thì dịu dàng lách qua những hòn đá để chảy về hạ nguồn, lúc thì tuôn trào dữ dội. Giữa một khung cảnh đẹp của thiên nhiên, cả đoàn chúng tôi quyết định dừng chân và ăn trưa tại đây.
với dân du lịch bụi, chỉ có vài ba dụng cụ đơn giản, gọn nhẹ và tối cần thiết nhất mang theo trong mỗi chuyến đi, họ đã sáng tạo ra rất nhiều kiểu nấu nướng độc đáo để có thể tự mình tiếp thêm năng lượng cho cuộc hành trình mà không phụ thuộc vào các hàng quán bên đường, nhất là khi đi vào những nơi xa xôi, hẻo lánh, nguồn cung cấp hạn hẹp. Theo như lời giới thiệu của các anh ở đây, thì chúng tôi sẽ có một bữa trưa nhỏ với các món cơm lam, gà nướng và thịt bò nướng ống tre. Tất cả những món ăn đều do tự tay các anh trong nhóm chế biến. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Người thì đi kiếm củi đốt bếp, người thì đi hái lá trong rừng để đựng thức ăn, người thì đi kiếm tre để nướng gà và cơm lam. Mặc dù tôi không khéo léo trong việc nấu ăn, nhưng tôi cũng vào bếp phụ các anh và cũng một phần là để học hỏi kinh nghiệm cho những chuyến đi tiếp theo. Trong quá trình mình tổ chức cái tour rồi mình nghĩ là chắc là du khách họ sẽ thích cái mô hình này. Lúc đầu thì mình cũng mò mẫm làm thử thôi. Sau đó là một lấy ý kiến của khách thì gần như là 100% khách họ cho rằng lần đầu tiên họ ăn con gà nướng trong đời họ mà ngon như thế này. Thế thì chắc con gà nướng này của em chắc buổi trưa nay em ăn cũng thấy ngon, bởi vì là thực chất là em đi nhiều mệt mà lại còn được tự tay nướng gà này nữa, chắc cực kỳ ngon luôn. Vui xì, ngon hay không để mà xem. Thức ăn đã chín, mùi thơm của gà nướng, thịt bò nướng và cơm lam đã thực sự cuốn hút mọi người trong đoàn. Và để cho chuyến đi du lịch bụi thêm dân dã, mỗi người trong đoàn đều tự tay đi hái lá cây trong rừng để đựng thức ăn. Đây cũng là một ý tưởng khá độc đáo của các anh trong đoàn. Cuối cùng thì thịt gà đã chín và trông miếng thịt gà thì rất hấp dẫn. Bây giờ tôi sẽ thử xem là thành quả chờ đợi của mình sau 40 phút như thế nào. Thịt gà mùi rất là thơm. Quá ngon, bởi vì rằng là thịt gà thấm đều gia vị, có mùi thơm đặc trưng của đồ nướng. Và tôi nghĩ rằng là có khi tôi có thể ăn hết 10 con gà như này cũng được. Một điều nữa mà tôi không biết đó chính là ngoài món gà ra thì bữa ăn còn có một món ăn vô cùng đặc biệt nữa, đó chính là bò nướng ống tre. Mặc dù là ăn gà rất no rồi, thế nhưng mà nhìn món này thôi thì tâm hồn ăn uống trong tôi lại trỗi dậy và tôi lại muốn ăn tiếp nữa rồi. Tiếp tục hợp em rồi. Các bạn. Đây là nấm đúng không anh? Ở trong món ăn này là có bò này, nấm này, hành tây này và hương vị thì lá lốt. Có cả hương vị của lá lốt nữa. Di chuyển hàng trăm cây số mỗi ngày, những sự cố như trời bất chợt đổ cơn mưa, đường trơn, xe hỏng, chết máy đột ngột trong rừng là chuyện rất bình thường. Đôi khi, những điều này khiến dân phượt lo lắng, nhưng cũng là gia vị tăng thêm phần kỳ thú cho mỗi chuyến đi. Đây là chuyến đi phượt đầu tiên của tôi, và cơn mưa rừng rất to này có lẽ cũng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của hành trình. Mọi người trong đoàn tuy đã mặc áo mưa, nhưng gần như cũng ướt hết cả người. Mọi người tuy mệt và lạnh, nhưng vẫn tiếp tục hành trình đầy vui vẻ. Không chọn những cung đường đơn giản với đường quốc lộ thẳng băng, các nhóm phượt xe máy thường chọn điểm đến là những bản làng xa xôi, vẫn còn giữ được nếp sống nguyên sơ, nơi ít khách du lịch đặt chân đến. Và điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi, đó chính là làng văn hóa của đồng bào Ede. Dân tộc Ede là một trong số những dân tộc có dân số đông nhất tại tỉnh Đắk Lắk. Và trong hành trình của mình thì chúng tôi đã rất tình cờ phát hiện ra một ngôi làng của đồng bào người Ede. Ngôi làng này thì vẫn giữ nguyên được những nét giá trị riêng của nó, đó chính là những ngôi nhà dài vô cùng cổ. Và những ngôi nhà cổ này nếu càng dài thì càng chứng tỏ rằng có nhiều thế hệ người dân tộc Ede sống ở đây. Đối với người Ede, nhà dài là một nét văn hóa tiêu biểu hơn hết. Và anh Giang, trưởng nhóm Easy Rider Team, có giới thiệu với chúng tôi rằng
Đây là một ngôi làng còn giữ lại được nhiều bản sắc văn hóa và đặc biệt là giữ lại được rất nhiều ngôi nhà dài như thế này. Having a room for meet guests. To meet guests. Yeah, yeah. And I think the other side of the house is the kitchen. Yeah. Yeah. And so you can see that? Is that the machine that can crush coffee? Coffee machine? Yeah, oh, yeah coffee yeah, machine. Yeah, yeah. The bean, they put it in there and then crushes, made it into powder. Yeah. Real coffee. Yes. And it smells good. Yeah, I think. And I like the way of living that the man has to yeah, the man buy. The wife. The wife buys the man. Well, yeah, the woman, yeah, the woman buy the man. Yeah. Like if they want to marry, yeah. A woman wants to marry yeah. A man, she has to buy like 5 or 10 buffaloes. Yeah. But when the man get back to his wife's house, he has to work very hard to pay back. Nhà dài của người ED có kết cấu kiểu nhà sàn thấp, dài thường từ 15m đến hơn 100m, tùy theo gia đình nhiều người hay ít người. Nó là ngôi nhà lớn của nhiều thế hệ, sống chung như một đại gia đình và là nét đặc trưng của chế độ mẫu hệ của người ED. Trong ngôi nhà rất dài này thì có 10 người sinh sống và họ thuộc 3 thế hệ người dân tộc ED. Ở trong nhà thì vẫn còn giữ nguyên được những đặc trưng của người dân tộc, ví dụ như là những chiếc máy xay cà phê như thế này. Và ở dưới này thì tôi thấy là có sẵn một bát cà phê được xay rồi và có lẽ là tôi sẽ tiếp tục công việc này bằng cách xay tiếp. Đây là những hạt cà phê sau khi xay xong thành bột cà phê như thế này. Mùi rất thơm nhưng có vẻ hơi cháy. Nhà dài với những giá trị, sắc thái mang đậm ý nghĩa nhân văn của văn hóa truyền thống đã là niềm tự hào của dân tộc HD. Sau hơn 60 km đi từ Đắk Nông thì hiện tại tôi đã đến với Hồ Lắc tại tỉnh Đắk Lắk. Và tôi đang đứng tại điểm cao nhất của khu vực Hồ Lắc, đó chính là Dinh Bảo Đại. Từ đây thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được toàn cảnh của Hồ Lắc và cũng như là kiến trúc của Dinh Bảo Đại. Đoàn chúng tôi dừng lại Buôn Dun. Đây là một ngôi làng nổi tiếng của người Mơ Nông. Hồ Lắc nằm bên thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 56 km về phía nam theo quốc lộ 27. Hồ Lắc là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk và lớn thứ hai Việt Nam sau hồ Ba Bể ở Bắc Cạn. Xung quanh hồ có những dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh. Tại đây du khách có thể cưỡi voi hoặc đi thuyền độc mộc để ngắm cảnh hồ. Đây là lần đầu tiên mà tôi được cưỡi voi như thế này. Cảm giác lúc đầu thì hơi trông chênh, tuy nhiên chỉ sau một vài phút thì tôi đã quen và cảm nhận được sự tuyệt vời của hình thức du lịch này. Và khi mà cưỡi voi như thế này thì quý vị và các bạn cũng có thể dễ dàng quan sát được toàn cảnh của Hồ Lắc cũng như là hoạt động của người dân ven hồ. Hồ Lắc có vẻ đẹp huyền bí, ngoài cảnh đẹp tự nhiên, không khí trong lành, những nét văn hóa đặc sắc của dân làng Mơ Nông đã, đang và sẽ đưa Hồ Lắc trở thành điểm đến không thể thiếu trong các tour du lịch Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Chia tay với mảnh đất Tây Nguyên, chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá của mình trên những chặng đường dài phía trước. Bằng xe máy,
chỉ sau một tiếng đồng hồ di chuyển, bạn đã có thể chuyển từ vùng văn hóa này sang vùng văn hóa khác, từ cảnh sắc này sang cảnh sắc khác. Đi xe máy cũng giúp tôi cảm thấy gần gũi hơn với những người dân trên mảnh đất mình đi qua. Đối với những người bạn nước ngoài đi cùng tôi trong chuyến đi này, mỗi cung đường đều đem đến những điều mới lạ. Họ được tìm hiểu về cây lúa, được tự mình gánh những gánh lúa chín như thế này quả là một trải nghiệm rất lý thú. Chia tay với tỉnh Đắk Lắk thì tôi đã đến với mảnh đất Lâm Đồng. Như quý vị và các bạn đang